Vì sao ngày nay có thiên tai? Người sống nơi vùng này tâm niệm bất thiện. Nhân tố quan trọng đầu tiên trong bất thiện chính là hoài nghi, không tin. Thậm chí đến chính mình cũng không tin, càng không tin ý niệm có sức mạnh lớn như vậy. Ý niệm của chúng ta, ý niệm là gì? Ý niệm tham, ý niệm sân, ý niệm si, ý niệm ngạo mạn, ý niệm hoài nghi, khiến toàn bộ sơn hà đại địa nghiêng ngả. Đặc biệt là hoài nghi. Hoài nghi chiêu cảm điều gì? Đất đai rời rạc, không kiên cố, núi sẽ đổ xuống, đất chìm xuống đáy biển. Đây là gì? Đây là hoài nghi. Nếu chúng ta có lòng tin với chính mình, có lòng tin với tổ tông, có lòng tin với thánh nhân, có lòng tin với giáo huấn của thánh nhân, tín tâm vừa kiến lập, đại địa này liền kiên cố. Tôi nghe nói đồng bào Nhật Bản rất sùng kính Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong kinh Địa Tạng nói kiên lao địa thần. Nếu đại địa kiên cố thì không có điều gì xuất hiện cả, sao lại xuất hiện sự cố? Nói thực tế, cố gắng nghiên cứu kinh Địa Tạng có thể cứu thế giới này. Hiện nay đại địa xảy ra sự cố, phải tìm Bồ Tát Địa Tạng. Nên quý vị phải có lòng tin, không có lòng tin không thể thành tựu được. Nếu thực sự có lòng tin thì thực sự có cảm ứng, không thể nghĩ bàn. Sau khi tôi giảng viên mãn bộ kinh này, tôi tiếp tục giảng bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Kinh này có lợi ích cho thế giới này. Nên nó là thật tướng công đức làm trang nghiêm. Nói thực tế, thế giới này cũng chính là thật tướng công đức làm trang nghiêm. Chẳng qua trong đó có một vài vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nói thô một chút, trong đó xen tạp tham sân si mạn nghi, làm phá hoại thật tướng công đức. Nên mới biến thành như hiện nay. Nên biết đó là bình đẳng phổ hiện. Thế giới này của chúng ta không phổ hiện bình đẳng. Vì sao vậy? Nhân tâm không bình đẳng, vạn pháp không bình đẳng. Nhân tâm bình đẳng, tất cả pháp đều bình đẳng. Nhất định phải nhớ, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Nhân tâm tốt, không có gì không tốt. Nhân tâm thật sự thanh tịnh lương thiện, sẽ không sinh bệnh. Nếu người sinh bệnh, chứng tỏ tâm quý vị có vấn đề. Tâm hành bất thiện mới sinh bệnh. Thanh tịnh lương thiện sao có thể sanh bệnh? Điều này không thể. Người thuần tịnh thuần thiện ở nơi này, sơn hà đại địa ở đây sao lại có thiên tai? Không thể. Nên chúng ta tin trong kinh Phật nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. À,
duy tâm sở hiện, duy thức sở biến.